Dô béo phán quyết Messi và Cristiano Ronaldo, ai vĩ đại hơn? Cuộc cạnh tranh thành tích giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã nổ ra cuộc tranh luận trong suốt 15 năm qua quanh chủ đề ai xứng đáng được coi là cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình. Nhưng một Ronaldo khác, Nazario, đã đưa ra kết luận để khép lại câu chuyện dài tưởng chừng không có hồi kết này. Khi đánh giá giá trị và tác động tương ứng của bộ đôi này, ít người được đánh giá cao hơn Ronaldo nguyên thủy, người từng 2 lần giành quả bóng vàng và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà môn thể thao này từng chứng kiến. Phát biểu riêng với Mail Sports vào cuối tuần này, nhà vô địch World Cup 2 lần đã không ngần ngại chọn Messi hơn là Cristiano Ronaldo. Đây không phải là lần đầu tiên huyền thoại người Brazil tán thành Messi. Hồi tháng 10, phát biểu trước lễ trao giải quả bóng vàng, Ronaldo Nazario cho biết cựu ngôi sao của Barcelona và Paris Saint-Germain xứng đáng nhận giải thưởng sau khi dẫn dắt Argentina nâng cao chức vô địch World Cup 2022. Quả bóng vàng chắc chắn sẽ thuộc về Lionel Messi, không còn nghi ngờ gì nữa. Những gì Messi đã làm ở World Cup thật đặc biệt. Nó làm tôi nhớ đến các chiến dịch của Pelé và Maradona. Messi sau đó đã giành quả bóng vàng lần thứ 8 với kỷ lục sau khi đánh bại Erling Haaland và Kylian Mbappé. Galactico 3, không ở Real Madrid. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Mail Sport, Ronaldo đã chỉ ra bộ đôi Haaland và Mbappé là những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới và không loại trừ khả năng một ngày nào đó họ có thể là đồng đội ở Madrid. Tháng trước, Mbappé tiết lộ rằng anh sẽ rời PSG vào cuối mùa giải với tư cách là cầu thủ tự do và được nhiều người dự đoán sẽ gia nhập gã khổng lồ Tây Ban Nha. Sự ngưỡng mộ của Florentino Perez dành cho Haaland cũng được nhiều người biết đến. Với báo chí ở Tây Ban Nha cho thấy chủ tịch Real Madrid có thể kiểm tra quyết tâm của Manchester City đối với cầu thủ người Na Uy sớm hay muộn. Joe Béo nói, mọi người đều hào hứng với Kylian Mbappé ở Madrid. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy sẽ trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất vào thời điểm này. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn rất tốt cho Mbappé nếu gia nhập Madrid. Tôi nghĩ cậu ấy cuối cùng sẽ giành được quả bóng vàng nếu gia nhập Real. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra với Mbappé ở Real Madrid. Có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ yêu thích thêm nhiều điều nữa về Mbappé trong những năm tới. Việc ghép cặp Mbappé với Haaland sẽ mở ra kỷ nguyên Galacticos thứ 2 tại Madrid, 2 thập kỷ sau khi những siêu sao như Ronaldo, Zinedine Zidane, Luis Figo và David Beckham đến Bernabeu. Chính sách của Real Madrid là sở hữu những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Haaland là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mọi người đều muốn có Haaland dù cậu ấy đang ở một câu lạc bộ không thể tin được. Man City đang làm một công việc tuyệt vời, tôi nghĩ Haaland lúc này đang rất hạnh phúc ở đó. Nhưng chúng ta sẽ thấy, tôi hy vọng chúng ta có thể thấy tất cả những siêu sao ở cùng nhau trong một câu lạc bộ. Nó sẽ khiến tôi nhớ đến Galacticos nếu tất cả họ, Haaland, Mbappé và Jude Bellingham đều khoác áo Real Madrid. Nếu điều đó xảy ra, nếu tất cả họ đều ký hợp đồng với Real Madrid, đó sẽ là chuyện hết sức điên rồ. Xem Real Madrid chơi với tất cả những cầu thủ đó cùng nhau. Đó sẽ là một đội kinh khủng và họ sẽ đạt được những thành tựu lớn lao nhất. Nhưng tôi nghĩ việc quản lý tất cả những cầu thủ đó sẽ là một thách thức lớn đối với Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, việc tập hợp những người chơi giỏi lại với nhau dễ dàng hơn việc tập hợp những người chơi xấu lại với nhau. Đó sẽ không phải là vấn đề quá lớn đối với huấn luyện viên.